Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thợ thánh chông gai, sống dương lên theo kịp ánh ban mai. Ở cõi Tây Phương là cái trú xứ của Ngài, để Ngài phù hộ cho tất cả mọi người mật lực gia trì, ai có đủ niềm tin thì sẽ được Ngài cứu giúp hỗ trợ gia trì, vì chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Nên là Ngài đưa con người đặc biệt là đến cái đáp số đấy, tức là sau khi mãn báo thân này là được như nguyện. Ở trong đó, trong 12 nguyện Quan Âm nó có cái nguyện là chúng sinh muốn sống miên trường, rồi là Quan Âm nhớ niệm Tây Phương mau về, tức là Ngài đưa cho chúng ta trở về với Tây Phương. Hôm rồi Thầy chia sẻ với quý vị hai bữa
hai buổi tới nguyện thứ mấy rồi? Nguyện thứ bảy chưa? Chưa qua thứ tám hả? Ở nguyện thứ bảy tức là chúng ta dứt ba đường dữ, chúng ta đã thoát ra khỏi ba đường dữ rồi. À, chống ngục hình ngạ quỷ súc sanh cọp beo thú dữ vây quanh, Quan Âm thì hiện chúng sanh thoát nạn. Đó là chúng ta ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Còn hiện tại đây là chúng ta đang làm người, và người mà chúng ta đang học theo cái hạnh của chư Phật và Bồ Tát, tức là chúng ta nhập vào dòng thánh chủng. Ở trong này không biết là tứ thánh, tứ quả thanh văn, A-la-hán, A-na-hàm, Tu-đà-hoàng và Tu-đà-hàm và Tu-đà-hoàng. Tu-đà-hoàng là cái quả vị sơ quả. Ở đây là chúng ta ở hàng người. Thì nhưng quý đạo Phật tử là một cái phúc duyên rất là lớn, bao đời bao kiếp là chúng ta đã có đủ niềm tin. Hôm nay chúng ta mới được dự vào trong cái hàng gọi là đệ tử của Phật, là con Phật. Ở trong nhóm người của chúng ta đây, nếu trong cái thời cuộc này nữa, là cái thời cuộc nó quấy nhiễu, nó làm cho tâm thức mình dễ bị sao lãng, nhưng mà chúng ta đủ niềm tin, chỉ có một việc là tin Phật thôi. Bây giờ dồn vào tin Phật, tức là chúng ta thường nghe lời Phật, tụng lời Phật, rồi đọc danh hiệu Phật, chỉ có một niềm tin đó. Còn các thầy, các cô, các vị truyền bá, các ngài sẽ nói lời chánh pháp, chúng ta y pháp bất y nhân, nghe theo pháp, không nghe cái người, không có thấy người đó họ làm gì, nhưng mà nghe lời này là lời của Phật dạy. Giống như trong những cái bản kinh, có những cái quyển kinh nó là cái bằng cái giấy thường, và có những quyển kinh bằng giấy tốt, ta không quan trọng cái giấy đó, mà ta lấy được cái gọi là y như nghĩa, bất y ngữ, theo cái nghĩa đó mà tu. Thì bây giờ chúng ta tin Phật cũng vậy, qua cái lời truyền đạt của chư tăng. Chúng ta đừng sao lãng quý vị. Ai ở trong ta có những cái niềm tin không bao giờ nghe bậy bạ ở trên báo đài bây giờ và cái mạng truyền thông bây giờ, bởi vì sao mà nó tải những cái việc xấu? Bởi vì cõi này, khi nãy đi trên con đường, thầy với là chú đệ tử trao đổi, tức là giờ mặc dầu mình nói là mình thương người, giúp cho cái chú đó, giúp cho cô đó để có một cái tư tưởng trong sáng, nói như vậy đó, nhưng mà cái cõi ta bà là cái cõi này là đời ác năm trược, cõi ngũ trược mà. Trong kinh Lăng Nghiêm, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập ngạ nan phát nguyện như thế. Còn quý vị Phật tử ở đây, cõi này giờ này chủ nhật, người ta họ đi du lịch chỗ này, đi chơi chỗ kia, giả ngoại chỗ kia, con cháu quý vị rủ quý vị, muốn cho quý vị đi du lịch, họ tưởng rằng đi xem chỗ này, đi coi chỗ kia, đi hưởng thụ chỗ nọ là họ lấy đó họ làm tiêu chí là sự sống, nhưng mà không phải. Quý Phật tử đã có những cái tâm nguyện của quý vị và gọi là được cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, đặc biệt là ngài Quan Âm, quý vị đã từng niệm các ngài mới gia trì, quý vị mới trở về, không bao giờ đi giả ngoại, không bao giờ đi chơi, không bao giờ đi tiêu khiển với thế gian, mà quý vị trở về chùa đây. Đây là một tinh thần vô cùng tán thán, đối với thầy là vô cùng tán thán, còn chư Phật mười phương thì yêu thương quý vị lắm lần. Cho đến giờ phút này, ngày hôm nay là rất là đông, đông hơn mọi khi. Và thầy thấy rất là quý, chư Phật luôn luôn gia trì quý vị. Và bây giờ để cho tiếp tục, thì thầy tiếp tục cái nguyện thứ 8. Nam mô vọng Nam Nham cầu lễ bái Quan Âm Như Lai và tỏa giải thoát nguyện. Nếu ai quay về núi hướng Nam mà hết lòng cầu nguyện, thì dầu có bị dông gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi. Trong cái kệ đó, tức là như tam đảnh lễ nguyện thứ 8 mà giải thoát cộng la
Nếu tội nhân sắp bị khảo tra, thành tâm lễ bái Thiết Tha, Quan Âm phò hộ thoáng ra nhẹ nhàng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thấy giải thoát còng la, còng la tức là nó gông cùm xiềng xích. Ở bên ngoài thực sự ra chúng ta đã từng thoát ra rất là nhiều rồi. Thầy bảo đảm với quý vị là trên cái đạo tràng của chúng ta đây, ai cũng đã từng thoát ra. Khi chúng ta bị những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái gọi là chúng ta không thể giải quyết được, mà may mắn rằng chúng ta được biết đến danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, biết danh hiệu của Phật Đà, mà quý vị đã từng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Mô Phật cứu con, giúp con. Ở trong này có ai, có ai chưa từng giúp không? Ai cũng đã từng được gặp trên cuộc đời này. Bởi vì ở đây là gọi cái hàng của mình là khuyến mãi là nhiều nè. Hàng mình là khuyến mãi là nhiều. Bởi vì thầy nói khuyến mãi quý vị đừng có buồn nha. Khuyến mãi đây tức là 60 trở lên. Thầy thường nói là 60 đổ lên là khuyến mãi đấy. Phải không? Ai ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời mà mình sáu mấy rồi là mình phúc báo lắm. Mà bữa nay được nghe Pháp, chỉ nghe Pháp, nghe kinh, đọc kinh, tụng kinh và niệm Phật thôi. Còn bao nhiêu gác lại để cho con cháu nó làm đi, rồi chúng ta hồi hướng cho họ, rồi họ sẽ từ từ. Bởi vì trẻ quay ra, già quay vô. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Mình chỉ có vui chùa rồi mình sau này mình mới có cái công đức, mới gia trì trở lại. Chúng ta đã từng thoát khỏi ra những cái còng la xiềng xích, bởi vì chúng ta khổ đau đó là một cái xiềng xích găm cùm. Rồi chúng ta phát nguyện rằng con không bao giờ dám tái phạm lại nữa, không bao giờ làm nữa, thì chúng ta về chùa sám hối. Chúng ta đã từng gặp và từng được gia trì rồi, nhưng mà qua cái nục đó rồi cái quên, nghiệp nó lặp lại. Phải không? Phải không quý vị? Trên cuộc đời này không phải là một lần đâu, mà nhiều lần lắm. Nhiều lầm được chư Phật hộ niệm, nhưng mà chúng ta rồi cũng quên. Đừng quên, tất cả đều do duyên. Hôm nay cuộc đời của quý vị sống có những người đã qua rất là nhiều thăng trầm, nhiều sự vinh nhục, rồi nhiều trải qua nhiều coi như là thể chế, là quý vị hôm nay còn lại trên cuộc đời này là gặp được Phật Pháp nữa là quý lắm. Có những người vô ngồi nghe không được, mở ra lời kinh là họ nghe không được, họ không biết nghe, bởi vì cái nghiệp của nó đổ ra quý vị. Cho nên nếu chúng ta đã thoát khỏi còng la, tức là cái gông cùm xiềng xích, gông cùm xiềng xích đây là ở bên ngoài, chúng ta đã được thoát nạn bởi cái thân này. Còn bên trong tâm của mình nữa quý vị, nhất là cái vấn đề tình cảm, tình cảm của mình đối với con người, đối với vật. Ví dụ như là có những lần chúng ta mắc đồ, mắc đạt, tiếc nuối, nhưng rồi chúng ta nguyện với chư Phật, khổ đau lắm chứ. Ví dụ mất đôi trăm triệu, đôi tỷ là rất khổ chứ không phải không. Nhưng mà rồi đó rồi chúng ta đã mất chì rồi mất chài nữa sao, mất tiền rồi còn khổ nữa sao, thì thôi nó ra đi. Còn để lại cho chúng ta là cái điều bình an, mua cái sự bình an đó là chúng ta được chư Phật hộ niệm. Qua rồi cái hồi khác cái nó chúng ta sống với lại trên dương trần, rồi chúng ta làm theo cái nghiệp cũ, bây giờ tiếp tục cái khác, được gia trì hộ niệm, rồi ra vô giống như gọi là cái đó gọi là sanh tử. Mà giải quyết sanh tử tức là đừng cho nó sanh ra cái niệm bất an, đừng cho nó sanh ra cái nghiệp nữa, mà bây giờ nó sanh ra cái thứ nhất là thanh tịnh, sanh ra cái phước. Bởi vì chúng ta đã quy y Phật rồi, quy Phật tức là quy y giác, quy y Pháp tức là chánh không tà, quy y Tăng tức là thanh tịnh không ô nhiễm nữa. Thì hôm nay chúng ta mới được được an bình ngồi đây và rất muốn thường nghe Pháp. Phải không? Rất muốn nghe Pháp thì tại sao chúng ta được nghe Pháp nè, được tụng kinh nè, được trì chú nè, được niệm Phật nè, được gặp bạn đồng tu, mà trở về nhà cái là gặp những người nhà mình nó chưa bao giờ học Phật, chưa bao giờ nghe kinh, chưa bao giờ niệm Phật, chưa bao giờ lại Phật.
Cho nên nó chê bai là phải, nhưng mà mình là một người thừa hành chư Phật, là Phật tử, là con Phật, chúng ta đem giáo pháp để trở về nhà chúng ta. Chính chúng ta là có những cái chìa khóa, chúng ta mở cái còng la, mở cái xiềng xích. Xiềng xích là gì? Là cái những cái mê của chúng sinh. Giải thoát cầm la, nếu tội nhân sắp bị khảo tra thành tâm lễ bái thiết ta, Quan Âm phò hộ thoát ra nhẹ nhàng. Chúng ta lễ đây tức là chúng ta thường cung kính, lễ là lễ kính, nhất giả lễ kính chư Phật đó. Chư Phật đây là chư Phật vị lai, những người trên dương già dương trần này, những người chúng ta sống đây tức là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Còn ngài Di Lặc mà chúng ta tôn thờ đó, tức là ngài là đại diện, ngài là biểu trưng. Còn tất cả mọi người đều là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Nếu chúng ta cung kính như vậy, chúng ta thành tâm lễ bái thiết tha, chúng ta lễ đây không phải là chắp tay lại người ta, họ chỉ nhìn trên cái tướng, nhưng mà chúng ta thường cung kính, đừng bao giờ chê bai, luôn luôn lúc nào cũng tán thán và cũng thấy cái điều tốt của người ta. Ai cũng có cái xấu, chính mình cũng có cái xấu. Đức Phật dạy rằng không nên nhìn lỗi người có làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Mình nhìn lỗi mình thì đây là những cái chìa khóa để mở ra, thoát ra khỏi những cái gông cùm xiềng xích mà bấy lâu nay chúng ta không biết. Mê và chê, hai cái điều này nó tự nhiên nó xiềng xích mình, chứ không ai xiềng xích cả. Chúng ta đã từng nguyện là nguyện xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Mê cái gì thì cái đó trói, mê thuốc thì thuốc trói, mê rượu thì rượu trói, mê bài thì bài bài xích mình, phải không? Rồi mê mê đất ruộng nhà cửa, tiền bạc, kể cả con người. Còn gặp nhau trên cuộc đời này để làm gì? Để nhắc nhau làm sao đó luôn luôn sống an lành và hạnh phúc. Cái chữ thường gọi của chúng ta là chữ hạnh phúc, ai cũng muốn hạnh phúc cả. Hạnh phúc là an lạc, hạnh phúc là không có khổ đau. Ở chung quanh chúng ta không có gì cả. Nhất là bây giờ tuổi của mình là coi như là cũng lớn rồi, mình không làm cái gì thì không có tiền, nhưng mà có được cái niềm an lạc. Đừng bao giờ nghe những âm thanh ở bên ngoài, âm thanh của chúng sinh nó dạy con, nó dạy cháu, rồi mình cứ nghĩ rằng nó nói mình, bởi vì mình không làm ra tiền bạc, mình chỉ ăn của nó, mình cứ nghĩ như vậy. Rồi cái là mình buồn, mình tủi không. Bây giờ nghe nó dạy con là mình phải thức tỉnh liền. Như vậy là tốt đó. Bởi vì mình cái lời đó mình từng dạy nó, mình đã từng cho nó ăn, nuôi nắng nó. Bây giờ nó lớn lên rồi, nó có bổn phận và trách nhiệm. Bởi vì nó không có cúng Phật, nó chưa đi chùa, thì mình để cho nó cúng cũng được. Mình là cha là mẹ, để ở nhà để cho nó phụng sự. Hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Cho nên cảm ơn quý Phật tử. Cho nên đừng buồn nữa nha. Quý vị mà buồn là Phật không có vui. Tất nhiên là Phật không buồn rồi, nhưng mà quý vị là con của Phật, là Phật tử, là con Phật, mà quý vị buồn là Phật không có vui. Giống như con mình, cháu mình mà nó buồn thì làm sao mà mình có thể vui được. Như thế thì chúng ta đã mở được một cái chìa khóa, không còn xiềng xích chúng ta bởi vì cái niệm buồn tủi tủi dặn dặn hờn hờn nữa. Mở nó ra, quăng nó đi. Nhưng nó là gông cùm xiềng xích đó. Ngay cái chỗ này ta hiểu được chỗ này. Đó là chúng ta đã niệm Quan Âm. Niệm Quan Âm tức là bấy lâu nay ta niệm toàn là niệm găm gút tật đố, hận thù, rồi ghét bỏ, rồi là cứ niệm lại cái niệm cũ. Hồi xưa nó nói ta như thế này, cái chuyện hôm qua, chuyện ngày hôm qua như nước chảy về đông, bỏ rồi. Giống như ngày hôm qua, ngày hôm kia chúng ta ăn cái gì, buổi sáng ta đem ra nhà vệ sinh ta đổ rồi, xong. Đừng bao giờ nghĩ lại nữa. Nhất là những cái chuyện đau buồn là chúng ta cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại. Chúng ta gieo vào pháp giới này thì sau này nó trở lại với mình, chứ không phải là ai trở ai đem đến cho mình cả. Tất cả đều do mình. Quý vị nghe là cái câu chuyện là ngày khi Phật còn tại thế đấy, một vị tỳ kheo bệnh trong người, ghẻ lở, ít có người chăm sóc, thì Đức Phật mới nghe tin như vậy, mới cắt thiên các thầy đến để chăm sóc bệnh. Nhưng mà cái ghẻ trong người mà trời nóng bức, rồi qua nhiều ngày tháng chứ không phải là ít, không ai chăm sóc hết, thì mới cắt thiên các thầy tới, mà cái bệnh đó là nó hôi lắm.
Thì các thầy tới là coi như vì Đức Phật cắt phiên tới, cho nên phải đến để chăm. Thì đến cũng qua loa, bởi vì cái mùi nó hôi quá, mùi nó thối quá, thì là các thầy mới bỏ ra về. Rồi Đức Phật mới nhắc nhở mấy huynh lớn ở trong trong tăng đoàn đó, mấy huynh lớn đến nhưng mà nó cũng chịu không nổi rồi bỏ ra, ra về. Thì qua những ngày hôm sau, Đức Phật mới đích thân ngài đến chăm sóc cho người bệnh ấy, cho vị tỳ kheo ấy. Ngài chăm sóc với cái tình thương yêu, bằng cái tâm thật của mình, không có một chút nào dối gian cả. Ngài mới chăm sóc cho vị tỳ kheo đó, thì cái sự cảm động và cái tình thương ấy làm cho vị tỳ kheo này cảm động. Rồi bằng cái mật lực của Đức Phật, bằng cái lòng từ của ngài, thì các hộ trùng trong đó nó cũng cảm nhận được, rồi nó mới giang ra, thì ngài vị tỳ kheo đó mau bớt bệnh. Như thế thì các thầy tỳ kheo khác nhìn thấy như thế, thấy cảm động quá, rồi đến cảm động tới các vị vua. Các vị mới đến hỏi ngài là một bậc đại giác, tại sao mà ngài phải đi chăm sóc những người tỳ kheo bệnh bình thường như thế. Ngài mới nói đây là cái tình thương. Chúng ta sống chúng ta phải tích lũy tình thương, thương người giống như thương thân mình như thế. Thân mình đau thì người cũng đau. Rồi ngài mới kể cho tất cả chư tăng và các vị vua quan nghe cái chuyện là về lâu xa về trước, về những kiếp lâu xa về trước, có một vị gọi là Ngũ Bá Chủ, là một quan khâm sai đại thần của một vị vua, là chuyên là hình phạt đối với những người khác. Như thế thì có một lần có một vị đến để chịu cái hình phạt đó, mà vị quan khâm sai này, Ngũ Bá Chủ này, là ai cho tiền á, ai có tiền đút lót á thì anh đánh bao nhiêu roi cũng không có đau. Đánh thì có thấy đánh đó, nhưng mà ai mà không có tiền để đút lót đấy thì chỉ đánh 5 roi là về là đổ bệnh rồi, bị 5 heo là về đổ bệnh rồi. Như thế thì đến lượt cái vị này bảo rằng vị này nghèo không có tiền, mới thưa với vị quan khâm sai này, bảo rằng thưa ngài, tôi nghèo khổ lắm, tôi là một cư sĩ, tôi nghèo lắm, tôi không có, ngài tha cho tôi đi. Thì ổng mới cảm động khi nghe nói cái vị tên cư sĩ thôi, tức là ổng nghe ổng cảm động, thì ổng cũng đánh nhưng mà đánh khẽ, dương cao mà đánh khẽ, như thế thì nó qua cái nục đấy. Đến thời bây giờ tức là nó trổ quả rồi, tức là cái việc ác báo, ác quả thì ác báo, vì thiện quả thì thiện báo. Tuy nhiên vị quan đại thần kia cũng có những cái tâm ác là luôn vơ vét của người, nhưng trong đó cũng có cái tâm thiện. Cho nên cái tâm mà tâm ác kia, đó là bây giờ những cái oan gia trái chủ ngày xưa đánh người ta bệnh chết, nó trở thành những con hổ trùng chui vô đục, nó khoét trong này, nó làm ghẻ lở bu như thế. Nhưng mà cũng có một cái tâm thiện lành là tha cho một vị cư sĩ. Vị cư sĩ ấy tức là chính là Đức Thế Tôn trong hiện đời. Vị quan khâm sai đó tức là vị tỳ kheo ngày hôm nay, chuyển qua nhiều đời nhiều kiếp tu cũng mắc cái quả báo như vậy. Rồi đó là không ai có cái duyên, nhưng mà chính Đức Thế Tôn là người được ông kia ngày xưa tha thứ, tức là dương cao mà đánh khẽ đó. Cho nên hôm nay chính ngài bằng cái tâm thanh tịnh, ngài làm bằng cái tâm thanh tịnh, nên là đến để mà chăm sóc cho người bệnh,
chứ không phải là cái gì nó tự nhiên quý vị. Ngày hôm nay sở dĩ ngày hồi nãy thầy vào đây, thầy nói, thầy tán thán, thầy quý cái tâm nguyện của quý vị trở về đây ngồi được để mà tụng kinh, nghe pháp, trì chú, niệm Phật này, tức là cái công đức của chúng ta sâu dài trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Nên chúng ta đừng bao giờ mà nghĩ xấu cho một ai, bởi vì khi một tâm niệm này chúng ta nghĩ vào pháp giới, tức là nó sẽ trổ quả. Nên bây giờ chúng ta luôn luôn tải những cái niệm lành ở trong pháp giới này, đừng bao giờ tải những cái niệm xấu ác. Mặc dầu hiển cơ ra bên ngoài ai đó họ làm cho mình khó chịu, bất an, nhưng mà rồi chúng ta là người học Phật, chúng ta biết cái nhân và cái quả, thì thôi chúng ta tha thứ đi, chứ không phải là chuyện bình thường đâu quý vị. Đó, như thế trở lại, tức là chúng ta cởi trói, tức là không có bị những cái hình tướng bên ngoài nó trói chúng ta nữa, bởi vì chúng ta ai cũng đã gần ngày ra đi rồi, phải không? Có chuẩn bị cho ngày ra đi chưa? Chuẩn bị bằng cái gì? A Di Đà Phật. Vậy thôi, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta chuẩn bị đó, chúng ta trang bị đó. Ở trên có chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, ở dưới có chư vị tôn thần, đông tây nam bắc chư vị thiện thần, ở trong nhà, trong cửa, nơi chốn chùa chiền, nơi ăn chốn ở của mình, các ngài đều thấy mình niệm, xưng niệm A Di Đà Phật, tức là chất cài luôn luôn ủng hộ gia trì cho mình. Hoa sen của chúng ta ở trên kia bắt đầu là nở, chờ mình về, được không? Trang bị được không? Cảm ơn quý vị. Đó là chúng ta đã thoát ra cái kiếp nạn mà chúng ta luôn luôn niệm Quan Âm, tức là luôn luôn nghĩ tốt cho tất cả những cái bạn đồng tu và những bạn chưa tu. Những người chưa tu, có những người chưa tu mà họ tốt lắm quý vị. Mình nhìn lại trong đạo tràng, bây giờ thầy thử thôi, thầy ví dụ cho quý vị để quý vị nhìn. Những cái người ở bên ngoài họ không đi chùa, thậm chí họ là đạo công giáo nữa, mà có những lúc mình vận động gì cái họ bỏ ra triệu đô triệu. Có. Nhưng mà bạn đồng tu mình cũng có những người cũng khấm khá, nhưng mà khi vận động ra là tâm họ chưa bao giờ họ bỏ ra được nhiều. Khi họ bỏ ra họ kể. Có không? Có. Như thế thì mình đừng có nghĩ rằng bạn đồng tu hoặc bạn chưa tu thì họ đều có cái tâm như nhau, nhưng mà làm sao đó cố gắng phát khởi cái tâm thiện lành của người ta, để cho người ta họ mở rộng cái lòng ra. Bởi vì lần lần nó chuyển hóa, thứ nhất là chuyển hóa tâm thức của mình. Chuyển hóa tâm thức của mình là từ cái ác thành cái thiện, từ cái xấu thành cái tốt, chứ không phải là dễ đâu. Mình luôn luôn mình bị trầm nịch, tức là do cái tư tưởng của mình nó vần vũ bởi chung quanh. Ở cuộc đời này là đời ác ngũ trược, mà kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược này nè, nó không cho mình mở ra một cái tia hào quang nào sáng để tiếp được cái quang lực của chư Phật cả. Cho nên hôm nay chúng ta phát nguyện là chúng ta thường ngày thường nguyện đó, đại từ đại bi thương chúng sinh. Chúng sinh nào 84,000 chúng sinh này mà chúng ta chưa thương, mà chúng ta chưa từ chưa bi với nó, mà làm cho nó luôn luôn bực bội, bức bách, khổ não và khó chịu. Mà cái này là trong tư tưởng của mình, chứ đâu phải là ở bên ngoài. Mình nghĩ rằng là độ là độ những người bên ngoài, không phải. Giống như một cái bài pháp thầy thường đi đạo tràng này đạo tràng kia nói chuyện, đây là thầy nhắc thầy đấy, thầy trò chúng ta cùng tu, phải không? Tức là mình nhắc người là nhắc mình, chứ không phải là mình nói là đổ cho người, không phải. Còn người họ được hay chưa được chưa nói, nhưng mà quan trọng là mình có được hay không, quan trọng là mình được hay không. Đó gọi là không nên nhìn lỗi người có làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình. Nhưng mình nói cái gì, nói những cái mình thực hành để mình đem mình nói, chứ không phải là mình nói những cái người ta thực hành. Người ta thực hành thì cái chuyện người ta, còn quan trọng là mình nói những cái điều mình làm, phải không? Thì mình nói, và mình nói ra rồi mình cũng phát nguyện nữa. Đó gọi là vừa sám hối nè, mà vừa lễ Phật nè, là vừa niệm Phật luôn ở trong đó. Tức là niệm Phật, tức là luôn luôn nhớ nghĩ cái điều hay lễ phải, những lời Phật dạy. Đó gọi là niệm, niệm là nhớ. Lễ Phật tức là chúng ta cung kính đối với tất cả mọi người, không có miệt thị. Trong tâm tưởng của chúng ta không bao giờ chê bai một ai cả. Đó gọi là lễ Phật. Đó. Cho nên lễ một lễ Phật là tội gì khà xa, bởi vì nó xí xóa rồi. Tức là đúng ra là coi như dặn nhiều ngày lắm á, nhưng mà nhờ mình học Phật thì thôi, buông bỏ chúng, tức là tội nó diệt mất rồi.
kết thành bạn thân rồi. Họ và mình là một, là bạn đồng tu rồi. Mặc dù họ không đi chùa, họ chưa đi chùa, nhưng mà họ và mình là bạn, bạn đạo. Tức là đạo của mình truyền cho họ. Còn ở họ như thế nào kệ. Đó, tức là chúng ta đã mở ra, cởi trói, không có bị gông cùm xiềng xích mà nó xích. Nó làm giống như quý vị thấy Tề Thiên không? Tề Thiên có cái dòng mà, đó, cái dòng kim cô gì đó. Khi mà niệm Ngài Địa Tạng mà niệm cái là ảnh đau, anh chịu không nổi. Tề Thiên là cái ý của mình, bởi vì mình bị trói nhiều lắm, đủ thứ. Tức là mình lấy vào, mình cho là của mình, cho nên nó trói mình. Khi mà mình làm cái việc mà nó chưa có được như ý đó, tức là nó khổ đau, nó đau đầu, nhức óc, ngủ không được. Ngủ không nhất đau đầu là ngủ không được đau đầu. Ngủ không được là do tính toán, do những cái món, cái vật, cái hình tướng bên ngoài nó trói mình đấy, chứ không phải là cái gì trói cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ theo tam tạng. Tam tạng là kinh, luật và luận. Hào văn lời tam tạng, tức là kinh, luật, luận. Thì chúng ta niệm Phật, bây giờ chúng ta chỉ có một pháp niệm Phật rồi. Phật tại ngôn trung, hữu cầu tác ứng. Phật tại cửa miệng mình thì muốn gì được nấy, cầu gì được nấy, làm gì được nấy. Bởi vì nó chưa đông đầy thôi, giống như một ly nước. Khi nào mà nó tràn, tức là chúng ta chế vào nó đủ và chế mãi cho đến giờ nó tràn. Còn khi chúng ta niệm Phật, mới niệm có tí xíu mà chúng ta bảo rằng uống sao được, có vài giọt sao uống được, nó phải đầy 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 lên lần. Thì cái niệm Phật của chúng ta cũng vậy. Nếu muốn hữu cầu tác ứng, muốn cầu mà được, thì chúng ta phải niệm đông đầy. Thì chúng ta ở bên ngoài có chư vị long thần hộ pháp, họ ủng hộ rồi, chúng ta chỉ nghĩ lên là có. Nghĩ là có. Hữu cầu tác ứng là như thế. Có những người coi như là họ mới chuẩn bị làm cái gì đó là nó có. Nhưng mà tại sao chúng ta nói sao mà nghĩ cái điều thiện lành nó không đến, mà mình mới nghĩ cái điều gì xấu xấu cái là nó đến liền? Bởi vì cái đó là cái thường hằng, mà cái đó chúng ta đông đầy rồi, vốn liếng nó đã có sẵn rồi, phải không? Chứ sao nữa, vốn liếng nó có sẵn rồi, chúng ta nghĩ là nó có, bởi vì nó nợ nần thì nhiều, mình tuyên bố trả nợ là nó đến liền. Còn bây giờ mình muốn là coi như là muốn để có trang trải, làm một cái nhà, sắm một chiếc xe, hay là cúng dường cái gì đó, phát nguyện, chưa có, bởi vì đâu có tích lũy đâu, đâu có bỏ ống heo đâu. Hiểu không? Cảm ơn quý Phật tử. Tiếp theo nguyện thứ 9, cứu vớt hàm linh. Trên con thuyền Bát Nhã lên đên, bốn bề biển khổ trong trên, Quán Âm độ hết đưa lên Niết Bàn. Tức là cái đó là bài kệ. Còn cái câu cái nguyện là Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quan Âm Như Lai, độ tặng chúng sanh nguyện. Chúng dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh. Như tam đảnh lễ nguyện thứ chính, cứu vớt hàm linh. Trên con thuyền Bát Nhã lên đến, bốn bề biển khổ trong trên, Quan Âm độ hết đưa lên Niết Bàn. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cứu vớt hàm linh, tức là linh hồn mình đấy, cứu cái linh hồn mình đấy. Bấy lâu nay chúng ta thường nhìn và nghĩ ở bên ngoài, nhưng mà bây giờ Thầy muốn đưa quý vị trở về với tâm hồn của chính mình. Mình làm sao cứu khổ mình đây, phải không? Quan Âm cũng chính mình. Quan Âm tức là quán xét âm thanh của chúng sinh, nó đang khổ hay đang vui. Trong tâm khảm của mình hiện tại, ngồi bây giờ ngồi đây nè, mình nghe pháp thì mình nghe rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là an lạc hiện tại nè. Nhưng mà những ngày trước, hoặc giả là xong cái thời pháp này rồi, mình như thế nào? Thì chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật tức là chúng ta đóng một con thuyền. Trên con thuyền Bát Nhã, cứu vớt hàm linh. Trên con thuyền Bát Nhã lên đến, bốn bề biển khổ trong trên, chúng sinh độ hết. Quan Âm
đổ hết đưa lên Niết Bàn. Bây giờ chúng ta đã có Quan Âm nội tâm rồi, tâm Quan Âm rồi, chúng ta thường nghe khổ và vui là chúng ta biết. Không ai biết, trước khách mình chưa nói ra thì không ai biết, nhưng mà chính mình biết. Mình vào trong nhà, trong cái phòng máy lạnh đấy mà roang đóng kín hết, đừng cho ở bên ngoài biết, nhưng mà mình biết chứ, khổ vui mình biết chứ, phải không? À, mình biết thì cái làn sóng này nó tải ra, cái làn sóng của điện thoại, sóng wifi đấy, wifi thì có những lúc mà nó phát sóng, có những chỗ nó bị ngăn cách, nó không phát sóng, hoặc giả là nó phủ nhiều quá, cái trọng lượng, cái tải, gọi là cái tải của wifi, ví dụ như ở đây là xài được mấy phòng đó, nhưng mà Phật tử tới cũng xin cái số mật khẩu, cái xài nhiều quá thì ở đây nó mất. Nhưng còn cái sóng của chư Phật, cái sóng phủ của chư Phật đó, nó không có chướng ngại, không có phải là bị ngăn cách bởi bức tường, không có phải là người xài nhiều mà nó hết. Ở đâu? Ở ngay tại nội tâm của mình. Ví dụ cái tình thương, cái lòng rộng mở này này, nó không có chấp. Trên con thuyền Bát Nhã, tức là con thuyền không đáy, thuyền Bát Nhã là thuyền không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, là như vậy. Tức là mình thấy, nhưng mà mình không có chấp là của tôi, của ta, nó không có nặng nề. Khi mình giúp người, mình gọi là buổi ban đầu mình gọi là giúp người, cứu cho người một thùng mì, 10 kg gạo, vài kg đường, họ ăn qua rồi thôi. Nhưng mà mình đừng bao giờ nghĩ đến đó. Tức là cái việc làm của mình là luôn luôn là mình làm việc thiện. Đây mới trả về con số 0. Tức là chúng ta đưa mình về lên con thuyền Bát Nhã này. Hàm linh tức là cái linh thức của mình, hàm chứa, hàm tàng tức là cái ý thức, nó chứa, nhưng mà nó chứa trên con thuyền Bát Nhã, tức là nó chứa, nó trở về con số 0, tức là không chấp là tôi làm, không chấp là của tôi, không chấp là vật thực của tôi. Bởi vì mình chấp tôi đó, tức là sau này sẽ khổ. Có những người gọi là tao chết đừng có thiêu nha, thiêu nóng lắm. Có cụ già đó. Cho nên cái khi bỏ thân rồi không quan trọng. Giống như quý vị đi đến đây, cái thân này giống như chiếc xe đó, bỏ chiếc xe ngồi đó vô đây, đâu có nóng, đâu có lạnh, đâu có chậm, đâu có mau, đâu có 2 bánh, 4 bánh, 5 bánh, 7 bánh gì. Cái thân này cũng vậy, thân nam, thân nữ, thân lớn, thân nhỏ, thân đẹp, thân xấu, thân gì đó, nhưng mà nó là cái phương tiện để chở cái tâm này. Nó là một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền này, tức là bây giờ chúng ta học tạo cho chiếc thuyền này trở thành chiếc thuyền Bát Nhã. Bát Nhã tức là chúng ta không chấp. À không, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, bởi vì mình chấp. Cái đó là chúng ta mượn cái phương tiện thôi. Giống như mượn cái phương tiện, cái micro để nói, để phát ra nhiều người nghe. Nhưng cái micro này nó có chấp rằng nhờ tôi ông mới nói không? Ông mới nói được không? Không. Vô tri vô giác, chúng ta là một người tỉnh thức, cho nên chúng ta không bao giờ chấp. Không chấp thì chúng ta an vui. Là chúng ta mới gặp được Phật ở một điểm chung. Giống như hồi nãy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai cũng niệm như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ai cũng niệm như vậy, là cái tâm của chúng ta đồng. Cái làn sóng này chúng ta chỉ có một làn sóng thôi. Bây giờ chúng ta cứu hàm linh là bấy lâu nay chúng sinh ấy, hàm linh là chúng sinh, nó hàm tàng, nó chứa đủ thứ ở trong đầu này hết. Chứa là buồn, giận, thương, yêu, ghét, muốn thất tình, lục dục đó, nó chứa đủ thứ ấy. Bây giờ chúng ta cứu nó, chúng ta bóc bỏ lên, chúng ta đưa nó lên con thuyền Bát Nhã là không có chấp, không có tôi, không có người, không có gì cả. Mà gặp nhau trên cuộc đời này, đối với các thầy thì cạo đầu, mặc áo ở chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, trì chú. Nhưng mà theo môn phái này, môn phái khác thì mặc áo khác, ăn kiểu khác. Còn chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta đến ở đâu, nhập gia tùy tục, chúng ta không bao giờ, luôn luôn lúc nào cũng có cái niềm an vui ở trong lòng của mình. Tức là chúng ta đã lên con thuyền Bát Nhã, không có chấp nữa. Thầy nói nó hơi nhanh, nó hơi dấp, cố gắng nghe. Có những người nghe không mà về cái ngồi một mình để cười ha. Ai mà cười gục gục tức là đã giác ngộ rồi đấy. Bây giờ đưa quý vị lên con thuyền Bát Nhã là ở chùa. Thầy thường truyền giới bác con trai đó,
tức là con thuyền Bát Nhã, tức là bây giờ mình ví giống như các cái ngôi chùa, để cho chúng ta bước đến đây để chúng ta không còn chấp là người này người kia nữa. Đây là cái nơi để chúng ta dễ dàng làm việc thiện nhất, tức là thiện tâm, tức là khởi lên là lúc nào đến, thứ nhất là lễ Phật, thứ hai là buông bỏ hết cái việc nhà đến đây để một việc, tức là chỉ có bố thí cúng dường vậy thôi. Bố thí cúng dường tức là bỏ công sức đi đến chùa là đã bố thí công rồi. Rồi chúng ta lễ Phật, tức là chúng ta xả cái mạng này rồi. Rồi chúng ta dâng một nén hương, cắm một cành hoa, đó là chúng ta là bố thí tài vật ở bên ngoài. Rồi chắp tay cung kính A Di Đà Phật, ngày hôm qua cũng buồn buồn dặn dặn, mà ngày hôm nay chắp tay mô Phật là chúng ta đã xả ly rồi, chúng ta bố thí cúng dường. Có như vậy chúng ta mới mới về với cõi Phật. Trên con thuyền Bát Nhã lên bên, bốn bề biển khổ trong trên, quý vị thấy không? Bước ra bên ngoài một cái là những cái làn sóng xấu ác nó bao phủ, khó mà thoát lắm. Bước về nhà thôi, cháu khóc, con đòi, đủ thứ hết, nghe cũng cảm động chứ, phải không? Mình không giúp được gì nó mà đấy, đứa lớn khóc, đứa nhỏ méo, trời, nó làm thấy cũng khổ chứ. Nhưng mà chúng ta cố gắng niệm Phật, rồi có ở chung quanh thổ thần thổ địa gia trì cho quý vị, họ giữ cháu giữ con giùm cho quý vị đấy, để cho quý vị đi tu chứ đâu dễ gì đâu. Chứ không, những người bây giờ cũng muốn đi tu mà cái tâm nó bị hơi sao đo tí, cái là bây giờ là bệnh không đi được. Bữa nay là trúng cái ngày tu bắt con trai, cố gắng dàn xếp ngày mấy ngày rồi, tối nó bệnh mất, đi không được. Đây là do cái tâm, tất cả đều do tâm. Cho nên hôm nay chúng ta luôn sống tri ân và bỏ ăn thì chúng ta mới được gặp được chư Phật. Quý vị có thể bước lên thuyền Bát Nhã được không? Phát nguyện mới vỗ tay á. Bước lên con thuyền Bát Nhã tức là con thuyền không chấp, làm việc không chấp mình làm. Ai đó họ nguyền rủa mình, họ chửi bới mình, ai khổ trước? Họ khổ hay mình khổ? Họ khổ, bởi vì họ bực bội, họ mới chửi, họ mới nói xấu mình. Cái xấu này từ trong tâm họ, cho nên chúng ta biết là như vậy là anh khổ, thấy tội nghiệp quá. Ví dụ đừng có nói gì những người ở ngoài, người nhà mình thôi, vợ mình hoặc chồng mình hoặc con mình. Con thì mình ra sức mình dạy, đừng có trách, bởi vì chính mình tạo ra nó mà, tạo ra sản phẩm của nó mà. Bởi vì những lúc mà nó làm nó khổ lắm, nó muốn thoát ra khỏi, nhưng mà cái nghiệp nó không có cho thoát, quý vị, chứ không phải dễ đâu. Cho nên mình thương họ nhiều hơn ghét. Kể cả trong đạo tràng của chúng ta, có những người họ tu rất tinh tấn, có những người họ tu họ cũng cố gắng họ tu mà họ chưa dứt được cái nghiệp, cho mình thương người ta. Chừng này người dồn lại thương cái người kia, từ từ họ dứt đi cái nghiệp, họ bắt đầu họ tinh tấn lên lành. Chứ còn họ đã, cái nghiệp của họ đã nặng rồi, mình còn đạp họ xuống nữa là họ cần khổ thêm. Mà mình tu mà mình đạp họ thì mình ác, chưa có từ bi. Nên giống như ở cái cõi này đấy, giống như nước ở trong mấy cái con kinh rạch đó quý vị, nó đen như vậy. Chúng ta sống trong cái cuộc đời này, nhưng mà ở trong đó cũng có vài cái giọt nước trong. Nếu giả sử như nó đi qua cái bể lọc, qua bể lọc để đến chúng ta uống, nước này là nước ở trong đó đấy, nhưng mà chúng ta không thấy. Nước lọc đây nè, người ta họ đưa về cho mình qua những cái container đó, bỏ, có những lúc họ bỏ nó quá tai, chúng ta còn nghe cái mùi cà lo á, nó nghe nó nồng nồng, nhưng mà thật sự nước trong con kênh, nếu giả sử như nước trong con kênh đó, tức là ở trong cõi ta bà này nè, chúng ta chuyển qua cái hệ thống khác, chúng ta về cực lạc mới xài được. Nhưng mà ở cõi này mà chúng ta xài được kia, chúng ta tự lọc kia, mà để chúng ta xài thanh lọc tâm, tức là không còn ô nhiễm nữa. Mà thanh lọc tức là lấy cái gì thanh lọc quý vị? A Di Đà Phật là dụng cụ, là phương tiện để thanh lọc, thanh lọc tâm thôi, thanh lọc những, thanh trừng những cái ô nhiễm, những cái cấu bẩn, những cái dơ quế, để còn lại nước trong. Nước trong nó trở thành một nước cam lồ. Nên khi mà người ta lọc ra cái nước á, mà chúng ta nhìn thấy mà nó múc nước đó lên, nó lọc tại chỗ á, mình không dám uống đâu, phải không? Không dám uống đâu. Thì chính bây giờ cũng vậy, có những người họ trước đây họ xấu, bây giờ họ tu rồi. Đối với ở nhà Phật á, là không có truy tìm quá khứ. Cho nên ai đến đây
họ đã buông bỏ rồi họ mới vào chùa, phải không? Cho nên ở giáo đoàn của Đức Phật đó có ngài Ubali là ngài trước kia là ngài gánh phân, mà ngài do ngài tu trì này thật trở thành một vị coi như là trì luật đệ nhất, rồi là vô não. Ông đã từng giết biết bao nhiêu con người, mà khi buông đao thành Phật đã có nhiều cái mẫu chuyện lắm, kể thì không hết đâu. Mà bây giờ rút tỉa lại, tại sao các thầy các cô truyền đạt cho quý vị, tức là truyền đạt những cái tính ba, những cái gọi là quý giá, mình cố gắng lắng lòng nghe và thanh tịnh và cung kính để lắng nghe. Thầy nói ra những người nghe là có công đức nhiều hơn cái người nói. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị có những lúc cố gắng ngồi nghe chưa hiểu hoặc gần hiểu, mà cố gắng nghe tức là tăng người ra để nghe, đó là cái công đức nó lớn hơn người nói. Bởi vì mình nói tức là mình nói chủ đề mình nói và cái điều mình muốn nói, còn quý vị để nghe, để hiểu, để đưa vào tâm nó rất là khó. Nhưng mà quý vị có cái lòng thành kính đây tức là Phật tâm của chúng ta đang trong sáng, đang mở ra một cái khoảng không ở trong trí não này để đến cái chỗ thanh tịnh mà mình hiểu được, tức là cái công đức này nó tròn đầy, tức là chúng ta dọn sạch cái mảnh đất của mình, dọn cỏ cho nó sạch để chứa vào những cái hạt giống tốt, hạt giống thiện, hạt giống lành, thì nó rất là khó. Nhưng mà bây giờ quý vị cố gắng ngồi nghe, đây là cái công đức nó lớn lắm. Nhờ như vậy hôm nay chúng ta mới được ngồi đây, một được bình yên như thế, chúng ta mới được khuyến mãi chứ. Đó là chúng ta phát nguyện lên thiền bát nhã rồi nha. Bốn bề biển khổ, tức là ở chung quanh đây là cái cuộc đời khổ không? Khổ nhiều hơn vui. Nhưng mà nhờ chúng ta có Quan Âm. Quan Âm là xem xét, quan là quan sát, âm là âm thanh, thế là thế gian. Bồ Tát tức là khi đó chúng ta làm việc thiện, luôn luôn làm việc thiện, đó là Bồ Tát. Đó là chúng ta cũng có như thế, nhưng mà chúng ta chưa làm. Chúng ta chỉ làm cho trong gia đình mình Quan Âm nhỏ nhỏ. Bây giờ chúng ta phải làm Quan Âm lớn lên, Quan Âm của hàng xóm, rồi Quan Âm của một phường, một xã, rồi Quan Âm của quận, của huyện, tức là. Nhưng mà mình không có cầu, phải không? Đi đến chỗ nào cũng vậy, đi đến đâu cũng là nhà, ngã đâu cũng là giường. Bốn bề tức là chúng sinh, chúng sinh muôn loại là cha mẹ mình đấy. Người đàn ông là cha ta, đàn bà là mẹ ta, ở trong kinh Lương Hoàng Sám đó quý vị. Còn á là tứ di thượng hạ, tức là những cái vị Bồ Tát, anh chị em, thân bằng quyến thuộc. Bởi vì ở trong đầu mình hết, họ và mình không hai. Ở trên cuộc đời này tất cả những cái gì nó xảy ra đều là nhân chúng ta đã gieo tiền kiếp quá khứ rồi, quả hôm nay chúng ta nhận. Ở đây cái điều mà tốt lành, điều hay, vận hay nó đến với mình, mình cũng không ngỡ ngàng, nhưng mà mình tri ân, mình niệm ân và mình cố gắng mình phát huy cái này lên. Còn cái điều mà xấu tệ đó nó đến với mình nguyện rằng thôi, mình hoan hỷ đón nhận đi. Bây giờ nợ phải trả. Nếu giả sử như cái điều này mà nó đến với con mình chịu nổi không? Điều xấu á, chịu không nổi thì thôi mình chịu đi, chứ để cho ai chịu giờ, phải không? Ở đây Bồ Tát là luôn luôn lấy cái khổ chúng sinh làm cái khổ cho mình, giống như những người mẹ đối với con là như thế. Cái gì đó thà mẹ đói, đừng bao giờ, không bao giờ để cho con đói. Thà mẹ chịu rách chịu lạnh, nhưng mà không bao giờ để cho con phải thiếu thốn, phải không? Có nguyện đó không? Quý vị thật tình là cảm ơn quý Phật tử. Nguyện thứ 10: Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Nguyện này là ngày hôm qua hôm kia chúng ta đã phát nguyện đấy. Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo ngài chỉ dẫn khi rời bỏ xác thân này, thì sẽ có phướng dài đi trước, tàn lộng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương. Như tôn đành lễ nguyện thứ 10 Tây Phương tiếp dẫn tràng hoa thơm ký nhạc lộng tàn,
tràng phan bao cái trang hoàng quán âm tiếp dẫn đưa đàn về tây nam mô quan thế âm bồ tát. Trời ơi nó sung sướng vô cùng. Nghe tràng phan bảo cái trang hoàng Tây Phương tiếp dẫn đưa đàn về Tây, sung sướng vô cùng. Và tràng phan bảo cái này là do đâu? Do công đức của chúng ta. Tại sao mình đi đến ai cũng, mình bước đến rồi ai cũng chào, ai cũng hỏi, mình vắng một cái là ai cũng trông, ai cũng đợi. Tại sao? Đó là tràng phan bảo cái, người ta chuẩn bị đón, chuẩn bị tiếp, chuẩn bị à. Còn về không phải, ví dụ như thầy đi đây là quý vị đánh trống bất nhã, chúng bất nhã rồi thỉnh thỉnh, nhưng mà quan trọng là thầy nghĩ như thế nào. Nếu mình nghĩ vậy là có cái ngã, còn cái việc thỉnh đó là mình hòa mình vào. Nếu giả sử như là mình đem cái vật gì đó mình cho ai mà họ không nhận á, thì mình buồn chứ, phải không? Nếu mình nghĩ như vậy thì được. Còn mình tăng cái ngã mình lên đó, chỉ có ta mới được như vậy. Cho nên ngày xưa Ngộ Đạt Quốc Sư đó, ngài được vua ăn sủng một cái tòa Trầm Hương, là ngài nghĩ là chỉ có ta mới có, mà thật sự ra là như thế. Tòa Trầm Hương là chỉ có vua mới có, nhưng mà vua nhường lại, vua đem cái này cúng dường cho Ngộ Đạt Quốc Sư, là một vị quốc sư, là vị quân sư cho đất nước, cho vua. Nhưng mà ngài ngồi lên rồi ngài xin cái tâm gọi là hoan hỷ một tí thôi. Tức là nó có một tí ở trong đó, hoan hỷ một tí, tức là ngài bước xuống là bị ngã khuỵu xuống, là nó trầy cái đầu gối, là cái chúng sinh nó xâm nhập vào. Quý vị đã tụng kinh Thủy Sám rồi gì? Phải không? Là nghe cái chuyện đó là biết. Nên chúng ta không có cái ngã, mà chúng ta muốn gọi là được tất cả mọi người tiếp rón, tiếp rước, tiếp đón. Tức là không phải mọi người, nhưng mà nơi tâm mình đó, chúng sinh ở trong này, hàng hàng lớp lớp đó, tức là ở trong này, chúng sinh là chúng sinh tâm, nó sinh sinh diệt diệt, sinh sinh diệt diệt. Một ngày đi qua, ta đi qua rất là nhiều cõi, nhưng mà cái muốn cho tràng phan bảo cái đấy, tràng phan bảo cái tức là mấy cái đây quý vị, ở đây thường cục lễ là chúng ta thường thấy bảo cái, tức là cái che ở trên cái lọng tàn đấy, phải không? Nhưng mà mình muốn như vậy á, muốn được như vậy, cái đó là hình tướng bên ngoài, giống như là người ta nghe được cái chuyện là ở cõi Tây Phương Cực Lạc là Pha Lê Sa Cừ Ma Não Xích Châu, phải không? Những cái vàng bạc châu báu đó là làm hoa sen nè, hoa có bằng pha lê, cành bằng pha lê, lá bằng mã não chẳng hạn. Cái họ làm bây giờ nó có những cái đèn bảy màu á, đem dâng cúng Phật. Người ta họ làm ra bằng hình tướng, nhưng mà cái tánh người ta chưa làm. Tất cả những cái đó là vật quý. Vật quý đây là từ tâm của chúng ta kết duyên. Hôm nay quý vị ngồi đây quý giá vô cùng, có ai được như thế đâu. Thực sự họ bị nghiệp nó lôi cuốn, bị những cái vật chất ở bên ngoài lôi cuốn, thực sự như thế. Họ không có thời gian để trở về. Ngày Chủ Nhật, ngày của riêng mình nè, phải không? Ngày Chủ Nhật, ngày của riêng mình, ngày hôm nay với ngày của riêng mình, mình về mình sống với Phật, ta về ta sống với ta, về sống với Phật, nó sung sướng vô cùng, hạnh phúc quá quá trời như thế này, mà không ai chịu nhận lấy. Tràng phan bảo cái tức là những cái ý tưởng của chúng ta. Bây giờ chúng ta nghĩ nè, chúng ta nghĩ thiện lành, nghĩ điều tốt, nghĩ điều hoan hỷ, nói lời hòa nhã, nói lời êm dịu, mở miệng ra là A Di Đà Phật, bắt điện thoại lên là A Di Đà Phật, trước khi nói là A Di Đà Phật, thay vào đó những cái lời chữ thề nè, những cái lời mắng nhiếc nè. Nếu là những người nam hoặc giả là những người nữ gì trên cuộc đời này, quý vị bước ra trước khi nói là họ điền vào đó cái câu chữ thề. Còn mình bây giờ mình thay cái câu chữ thề nó bằng A Di Đà Phật trước khi nói, bắt điện thoại lên A Di Đà Phật, mô Phật trước khi nói. Thấy không? Đó là tràng phan, đó là bảo cái. Tây Phương là vậy, A Di Đà Phật là Tây Phương rồi. A Di Đà Phật ở đâu quý vị? Ở Tây Phương, phải không? Ở cõi Tây Phương, nhưng mà ở ngay nội tâm của mình. Nếu chúng ta xưng A Di Đà Phật, tức là chúng ta đang ở Tây Phương Cực Lạc,
chứ không phải là Tây Ninh cực nhọc. Điều thơm tho đấy, quý vị muốn không? Muốn cái mùi thơm nó đến với mình không? Ai cũng muốn cả. Không có muốn cái mùi hôi mà nó đến với mình. Mà có những người họ phân so, son phấn à, và họ xức cái mùi dầu thơm. Nhưng mà cái tư tưởng của họ đó, cái tâm của họ đó, gặp người là khó khăn, gặp người là cảm thấy khó chịu. Thì cái mùi thơm này nó từ tâm hay là từ tướng quý vị? Từ tâm. Từ tâm. Còn cái mùi kia tức là mùi tướng. Cái mùi kia nó thoang thoảng mùi tướng nhưng mà mình thấy khó chịu. Tiếp người đó không bằng tiếp cái người họ mặc đồ bình thường, mặc cái áo tràng này mà luôn luôn lúc nào cũng ai di đà Phật, lúc nào ai nhờ cái gì cũng làm cái nấy, không bao giờ nể hà. Ai kêu họ cũng đến họ làm, giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy đó. Phải không? Học theo chư tổ chư Phật. Đó là gọi là cái tràng hoa thơm, kỹ nhạc lòng tàn. Cái đó nó bao phủ bằng chất liệu của chúng ta là chất liệu tâm, thương yêu, đùm bọc, chia sẻ, tha thứ, nhường nhịn. Cái này vui hay khổ? Vui. Vui đây, đây là những cái mùi thơm, đó là tràng hoa thơm. Chúng ta phải nghĩ như vậy, chứ không phải cái bên ngoài, không phải là cái dầu mà xịt vô. Hôm qua hôm kia thầy đi thì có đệ tử nó có cái chai dầu thơm thì nó cũng thơm thiệt. Ở đâu bên Mỹ nó chị gỡ về, ngồi xe nó xịt thì nghe cái cũng thơm. Cái bữa qua thầy đi là lấy cái nó xịt vô tí, nó xịt nhiều quá trời, ngồi vô trong xe nó say xe, nó say. Thầy đi Đồng Tháp, trời nó say quá trời luôn, phải mở cửa xuống. Cái thơm ở bên ngoài nó phải, nhưng mà cái tình thương đó, tình thương nè, cái tha thứ nè, cái nhường nhịn nè, cái yêu quý nè, cái năng niu nè, cái trân trọng nè, cái này nó thơm hơn chứ, phải không? Phải không quý vị? Hiểu không? Đó, tức là tràng hoa thơm, kỹ nhạc lọc tàn. Phải không? Tràng phan bảo cái cúng vàng đó, Tây phương tiếp dẫn đưa đàn, Quan Âm tiếp dẫn đưa đàn về Tây. Quan Âm tức là thấy ai mà có những cái tâm niệm, không đợi gì Quan Âm, mình là phàm nè, mà mình thấy những người mà có cái tâm thiện lành đó, mình thấy trời ơi quý quá, lúc nào mình cũng muốn năng niu, muốn trân quý họ, muốn coi như là đi đâu mình cũng muốn dẫn họ theo. Thậm chí nếu mình có tiền có bạc mình cũng muốn bao người đó nữa, đúng không? À, như thế thì mình phải học, mình phải trang bị cho mình những cái đó. Đó là sự sống, đó là mùi thơm, đó là hương thơm, tức là miệng mình nói ra. Có bông có hoa là như thế. Miệng người ta nói ra có ma tán đàn, tức là do cái tâm niệm. Ma Phật tại tâm, Phật ma, ma Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chính ta. Giác là Phật, mê là ma. Đó vậy, chân như là Phật, vọng là ma. Cho nên chúng ta luôn luôn nói lời lành bằng cái tâm của mình, chứ không phải là nói là khẩu có cái câu, hai câu và Phật khẩu Phật tâm xà. Đừng nói như vậy, phải không? Mà chúng ta là khẩu Phật tâm Phật. Mà bây giờ chúng ta làm tâm trước, tâm Phật khẩu Phật. Chúng ta làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Chúng ta luôn luôn trời, làm không hết việc đâu quý vị. Làm không hết việc. Cái việc của mình làm là việc gì? Việc Phật. Phật làm chỉ có một việc thôi. Việc là làm cho mình được được thiện lành, làm cho tâm mình được thiện lành, tích lũy cho thiệt nhiều. Chứ còn cái tâm mình mới nghĩ ra là nghĩ xấu cho người, nghĩ tôi giúp cho bà, không phải, không có giúp ai hết, giúp cho mình nè, giúp cho cái tâm mình, giúp cho tâm mình đông đầy cái thiện pháp, yêu thương đối với kẻ dưới. Đó là những cái tràng hoa, những cái hào quang mà chư Phật đã phóng ra giao cho mình. Và những tia hào quang của mình bắt đầu nó phát ra, tức là hào quang của mình không giống như ngài Địa Tạng soi khắp 3.000 đại thiên mà soi ba thước đó, phải không? Thầy mấy bữa thầy nói là hào quang soi khắp 3.000 đại thiên, còn mình là hào quang soi ba thước. Khi mà cái tâm thiện lành chúng ta đã trải ra, đã đông đầy, nên chúng ta làm việc này không hết, mở miệng ra mà cái lời nói này nó có găm gút hay không, lời nói này có xiểm nịnh hay không, lời nói này có nói bị móc méo hay không, hay là lời nói này có lưỡi câu hay không. Tâm của chúng ta thường là như thế. Bây giờ chúng ta phải phát nguyện bằng cái gọi là dụng cụ của chúng ta là cái khẩu, dụng cụ của chúng ta là cái ý,
A-di-đà Phật, tức là cái phương tiện để chúng ta thay đổi những cái vũ khí kia, nó trở thành pháp khí. Vũ khí tức là để sát hại, để làm cho sát hại chúng sinh, làm cho mọi người phải khổ đau. Còn bây giờ chúng ta thay nó trở thành pháp khí, tức là chuyển báo thân thành pháp thân. Pháp tức là chúng ta hằng sống với pháp, tức là luôn luôn chân chánh. Trời, quý lắm quý vị. Nếu mà mình tu không có đủ cái thời gian để tu đâu, lúc nào mở miệng ra suy nghĩ một cái, tức là làm cho mọi người an vui, làm sao được như thế kia. Còn người họ nghĩ như thế nào không biết, họ nghĩ mình xấu, họ nghĩ mình xấu thì họ chịu, họ nghĩ mình tốt thì họ hưởng, phải không? Còn việc của mình tức là chúng ta chỉ có một việc thôi, đó là một việc của chúng ta là giải quyết sanh tử, đừng cho cái tâm niệm nào nó sanh ra điều xấu ác nữa, mà chúng ta luôn luôn sanh ra điều lành. Cho nên Đức Phật dạy là chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tịnh tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Không làm các điều ác mà mình không những là không làm mà không nói và không suy nghĩ nữa. Nên làm các việc lành. Việc gì lành? Việc làm lợi ích cho tất cả mọi người, và trong đó có một phần chút chút nhỏ nhỏ lợi ích cho mình. Ai mà nghĩ được điều đó thì mới được. Còn nếu mà làm lợi cho mình mới lợi cho người thì không phải. Tức là mình làm lợi cho mọi người, bởi vì bây giờ quý Phật tử đã biết và đã hiểu, đã rõ nhiều hơn thầy. Bởi vì quý vị có gia đình rồi, quý vị hy sinh bản thân, hy sinh đời bố, cũng cố đời con đó, lo cho tất cả mọi người thôi, đâu còn lo cho mình nữa. Mình thức đêm, thức hôm, nhịn ăn, nhịn uống, nhưng mà mình cũng lo cho làm sao có cho con ngày mai đóng tiền học nè, ngày có tiền cho nó, mua cho nó cái cuốn tập nè, vỡ nè, đủ thứ thứ ấy. Quý vị lo cho nó không? Quên thân đi. Có những cái lúc mà chân đau mà nó cũng quên luôn. Khi về nằm trên giường rồi mà mình đã biết đau, nhưng mà cái chuyện cũ qua rồi phải không? Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Đừng có nhớ chuyện cũ nữa, mà bây giờ chúng ta đã và được có duyên lành ngồi ở tại chùa Bửu Quang hàng tháng và hàng tuần, hàng buổi lễ chúng ta có mặt đây là chúng ta đã được phước báo rất là lớn rồi. Thì bây giờ chúng ta phải phát huy cái này. Còn cái chuyện cũ qua rồi, tình nguyện lúc nào cũng vậy, nghĩ tới họ là trông cho họ có được cái duyên may mắn họ được gặp Phật, họ học Phật giống như mình. Mà học Phật giống như mình là trải được cái tâm lành. Đây là cái tướng thôi. Chúng ta đến chùa lễ Phật, tụng kinh trì chú, nhưng mà mỗi ngày nó rót vô ít chứ, phải không? Nước trong nó rót vào nước đục. Ví dụ như có ai đó uống nước trà không được thì họ chế nước trong vô, nó loãng bớt thì họ uống được. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, bấy lâu nay xài cũng xài như vậy, mà xài nó khổ đau nhiều hơn. Ai cũng muốn hạnh phúc, hạnh phúc không phải là có cái gì cả. Bây giờ quý vị đâu có muốn cái gì đâu, nhà cửa cũng giao rồi, tiền bạc cũng giao cho nó hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ muốn bình yên thôi. Và không phải muốn cho mình bình yên không, muốn cho mấy đứa nó biết được Phật, biết được pháp, muốn cho nó học Phật thôi. Mà cũng có đứa cho chưa học được, không sao cả, đừng bao giờ trách nó. Chúng ta chưa đong đầy cái công đức niệm Phật thì chúng ta phải mang như thế, phải có nó trên cuộc đời này để chúng ta chuyển hóa. Biết đâu nó là hộ pháp, nó là Bồ Tát, nó đến để nó thử mình. Khi xong việc là không, là nó tự nhiên nó đi tu à, chứ không phải là sao mà nó khó quá, học thì nó học dở, thầy cô phải điện tới điện lui, mà thấy họp phụ huynh là mình thấy không muốn đi họp, bởi vì lộn nó lạo đủ thứ, có không? Hả? Không sao cả, cái nghiệp của mình, phải không? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Chữ tâm kia tới mà, chữ tâm kia mới là ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thì cái chữ tâm này là tâm và đức, để chúng ta học Phật là học bằng cái tâm, chứ không phải học trên cái tướng. Có một cái câu chuyện như thế này, là có một vị vua đi vào rừng săn bắn, thì thấy một vị đạo sĩ ngồi tụng kinh. Ông ta chuyên trì tiếng Phạn hay lắm. Thì đi săn bắn bữa đó không được, thì thấy một vị đạo sĩ này bảo quân lính bắt về, bắt vị đạo sĩ này về, về làm ca sĩ, cho ông làm đạo sĩ.
không làm tu sĩ nữa. Về ở trong cung chưa có một vị ca sĩ nào hết. Bắt vị này ca, vị này ca tôi không biết ca, tôi chỉ biết tụng kinh thôi. Tụng kinh tiếng Phạn hay lắm, và ổng tụng cũng nhịp nhàng lên xuống, nghe hay. Nhưng mà mỗi lần ông này ông tụng kinh tức là vua không thấy vui. Cho nên mỗi lúc mà triều đình có việc yến tiệc gì, có cái lễ gì là đem ông ra là cho ông tụng kinh, là ông hát. Tức là tụng kinh mà có đệm những tiếng nhạc rồi đó. Giống như bây giờ là chúng ta lồng vào tiếng niệm Phật đó, có những tiếng nhạc nghe cũng hay, nghe cũng vui, nghe thích. Thế thế thì ông cứ ở trong cung ông hát bằng những cái tiếng nhạc kinh đó thôi. Thì có một lần một vị thương buôn đi đến để dâng lên một số phẩm vật để nhờ vị vua này là cho đi vào trong quốc độ để buôn bán. Thì vua rất là vui. Như thế thì tiếp vị này sau đó là mới kêu cái ông đạo sĩ nó lên hát một bài cho vui. Cái ông đạo sĩ này ông lên ông chỉ có tụng kinh thôi, ông tụng kinh tiếng Phạn nó hay lắm. Thì cái vị này mới nói hay quá hả. Hỏi về cái thân nhân vị này như thế nào. Vua mới kể là đi vào trong rừng đó đi săn, rồi đó là gặp mấy vị này ngồi tu, rồi mới cho lính bắt về. Ổng ở đây ổng phục vụ hoài thôi. Thì cái vị thương buôn này mới xin là chuộc ông này ra, cho đưa 1000 lượng vàng để chuộc ông này ra. Thì vua không có chịu, tại không có được. Ý là thương lượng 2000 lượng vàng, ông vua ông có không được, chưa được đâu. Cái là ông mới tăng lên, ông mới chuộc 3000 lượng vàng. Thì vua mới ngần lưng khưng một tí, rồi thế thôi cũng chấp nhận thôi, cho ông chuộc cái ông này 3000 lượng vàng, đâu có ít. Thì chuộc ra, vừa chuộc ra rồi là ông vị thương buôn này mới bảo rằng tao tôi là tôi bỏ 3000 lượng vàng tôi chuộc cho ông đó. Cái vị đạo sĩ này mới nói là cái đó là cái việc của ông, chứ không phải việc của tôi. Vị đạo sĩ này mới bay lên trên không đó, mới kể cho vị vua và cái vị thương buôn này nghe. Ngày xưa ta có một vị bán hành tỏi ở chợ, rồi cũng có một người đến mua mà thiếu ba tiền. Thì vị kia không chịu bán. Thì có một người đến đó là coi như là lãnh cái phần ba tiền đó, cái để đó là coi như là đó, này hết giờ rồi sư phụ. cái điện thoại nó hết giờ rồi sư phụ. Phải kể cho hết cái câu chuyện này nha. Hôm nay không chịu bán thì có một vị nó thôi coi như là bán cho ổng đi, còn cái ba tiền đó để đó tôi trả. Trong vô lượng kiếp trước, rất là nhiều đời nhiều kiếp trước, cho đến ngày hôm nay những người đều thăng hoa và tu tập. Cái vị bán hành tỏi đấy chính là vị vua. Tôi là người chuộc, tôi là người chịu ba tiền cho ông ngày xưa, cho nên vua giữ tôi là đây. Cho nên ngày hôm nay ông đem đến 3000 lượng vàng đó, tức là hồi xưa ba tiền đó mà ông mắc nợ đấy. Ba tiền ngày xưa ông mắc nợ, ngày hôm nay rồi trải qua rất là nhiều đời nhiều kiếp, nó tăng lên cái lãi đó quý vị. Tức là vay mượn trong vô vi, tức là người kia mặc dầu là cho nhưng mà ông này là nợ chứ, ông kia cho ông này phải nợ chứ. Tức là nhờ ông này, nhờ cái vị này chuộc ba tiền đó mà ông này mới lấy được cái số hành tỏi đó về để sử dụng. Cho nên cho đến ngày hôm nay nó đủ duyên, nó hội ngộ đủ duyên, ông đem 3000 lượng vàng này ông trả cho ông vua. Vua mới hoan hỷ, mới vui. Thì bây giờ tôi xong việc rồi, ông thăng lên. Tất cả vua, quần thần và ông này thấy khiếp, vua mới quỳ xuống khập lại đảnh lễ, mới xin quy y. Quý vị thấy tất cả nhân quả không sai chạy, không chừa một ai cả, cái luật nhân quả đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cố gắng là những người tu,
ta học theo hạnh Quan Âm, học theo hạnh của từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni, tức là không vì danh vọng, không vì cái ngôi cái ngai mà phải tranh giành khổ đau, mà chúng ta vứt buông bỏ trong tâm thức đó, chúng ta không có một niệm nào tranh giành. Rồi học theo hạnh Quan Âm, tức là luôn luôn xem xét âm thanh của chúng sinh. Bây giờ mình khoan phán xét cái chuyện bên ngoài đã. Bên ngoài mình không ngồi nghe kinh, nghe pháp, mà đi ra bên ngoài, tức là nó nói toàn là chuyện xấu không, đâu có chuyện tốt đâu. Bởi vì trong tâm khảm của tâm khảm của họ, chính mình cũng như thế. Nếu mà mình buông bỏ ra, tức là mình nói là nghĩ xấu, nói là nói xấu, mà thích nói nữa, càng nói là nó càng tung ra bao nhiêu chuyện xấu, bởi vì vốn liếng bao nhiêu nó đổ ra hết. Bây giờ chúng ta trở về chùa, chúng ta học được hạnh của Quan Âm, tức là xem xét âm thanh của mình đang kêu khổ hay là kêu vui, thì chúng ta học theo Ngài để chúng ta phát huy cái tánh thiện lành, cái tâm tốt, và cái lòng từ của chúng ta luôn luôn trải ra, đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện xấu ác, đừng bao giờ nói cái lời xấu ác, đừng bao giờ làm điều xấu ác. Có như thế chúng ta mới có thể trả ơn được, đem công đức này hồi hướng nguyện cho ni trưởng cùng với toàn thể ni chúng ở ở chùa Vũ Quang luôn luôn nhiều sức khỏe và che chở cho hàng Phật tử hàng tháng, hàng kỳ, hàng khóa tu được trở về đây tu tập được nhiều công đức, và nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đạo hữu Phật tử hiện tiền cũng như thân bằng quyến thuộc của quý vị đã nhường thời giờ quý vị trở về đây tu học, nguyện đem công đức tu trì của quý vị và nghe pháp, học pháp, hành trì hồi hướng cho họ cùng với quý vị được sức khỏe thật nhiều, không có bệnh hoạn, đặc biệt năm nay không có bệnh hoạn, ai có bệnh thì hết bệnh. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể những người ở nhà làm nay nan ra bao nhiêu điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, thân thương nhất dành cho quý vị cùng với toàn thể thân bằng quyến thuộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách,